Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông chủ tịch cố ém liên quan của vợ tới Việt Á vào hồi tháng 6 nhưng đã bất thành. Với vai trò là chủ tịch nước, ông Phúc đã đăng nổ lên truyền thông tỏ ra quan tâm đến vụ Việt Á như là một nguyên thủ có trách nhiệm. Tuy nhiên, bề ngoài thì quan tâm việc triệt phá vụ án nhưng bên trong thì lo vụ án làm đổ bể càng ngày càng lớn hơn. Còn nhớ vào ngày 21 tháng 6, ông chủ tịch nước đã cùng tổ đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị 2, tiếp xúc với cử tri quận 1 sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2025. Tham dự lúc đó còn có ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên thường trực của Ủy ban Quốc hội và bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy quận 1. Đây là hình ảnh mới bắt được Nguyễn Thanh Long và Trung Ngọc Anh, mà ông chủ tịch vội kết luận. Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri chất vấn về vấn đề xây dựng hệ thống y tế cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng như những sai phạm của ngành này trong thời gian gần đây. Ông Phúc đã khẳng định vi phạm trong ngành y tế đã được xử lý nghiêm, nghĩa là Trung ương đã bắt được Nguyễn Thành Long và Trung Ngọc Anh là xem như xong. Tuy vậy, trên thực tế, nếu vụ án tới đó dừng thì vẫn chưa thể nghiêm, bởi vì còn đó ông Vũ Đức Đam chưa được nhắc đến. Ông Vũ Đức Đam là người sai phạm rất rõ ràng, tuy nhiên đằng sau Việt Á còn có gia đình ông Phúc. Nếu kết thúc điều tra ở đây thì xem như ông Phúc thoát nạn. Nhưng đời lại không phải như là mơ. Sau kỳ họp Bộ Chính trị vào ngày 14 tháng 7 đã cho thấy phe của ông Tổng không chịu dừng khui vụ Việt Á. Vì vậy, ý muốn của ông chủ tịch nước xem như thất bại hoàn toàn. Chỉ mới bắt có Nguyễn Thanh Long và Trung Ngọc Anh đã mà xem như hết vụ án thì ông Tổng đã bỏ sót những con cá gọc. Thực ra ông chủ tịch chỉ có khả năng ém bằng miệng, ông không có khả năng hành động để làm đứt mạch điều tra, bởi vị trí của ông là chủ tịch nước không còn thực quyền. Lỗi là do ông đã để mất chiếc ghế thủ tướng đầy quyền lực vào tay đối thủ, nên giờ đây ông không còn được công cụ đủ mạnh để che đậy nữa. Đây là hình ảnh vợ ông sẽ làm ghế chủ tịch Phúc lung lay dữ dội. Còn nhớ vụ án mạng tại trường Gateway vào năm 2019 đã làm rùm beng lên vụ con gái ông Phúc có giữ cổ phần trong ngôi trường tai tiếng này. Tuy nhiên sau đó ông Phúc đã ém rất êm vụ này, không ai được nhắc đến nữa. Nguyên nhân là do ông có tay rất nhiều quyền lực, cả bộ máy chính phủ trong tay ông dư sức che đậy tiêu cực của gia đình. Tuy nhiên giờ đây ông không còn quyền lực như xưa nữa nên không có khả năng nhận chìm xuồng các vụ án. Vụ Việt Á được khui từ cuối năm 2021, tuy nhiên cho đến bây giờ vẫn còn đang khui tiếp. Đáng nói là vụ án này như lò lửa, cứ bùng cháy từng đợt, và sau đợt sau lại cháy to hơn đợt trước. Hồi tháng 5 không ai nghĩ Nguyễn Thanh Long và Trung Ngọc Anh có thể bị bắt bỏ tù. Cùng lắm là thuyên chuyển, tuy nhiên thực tế thì xảy ra hai ông này đã bị bắt cho vào tù. Ông chủ tịch chưa tới được lượt nhưng không thể rung đùi ngồi đó, khi mà người chủ trương khui vụ này lại là ông Tổng. Với ông chủ tịch, cố ém là không thành công. Cách hay nhất bây giờ là thương lượng, dùng ghế chủ tịch của ông để thương lượng, đổi lấy danh tướng và uy quyền còn sót lại cho gia đình. Bằng không, ông sẽ mất tất cả. Chiếc ghế của ông hiện nay đang lung lay hơn bao giờ hết. Đây là hình ảnh giữ ghế hay buông là vấn đề lớn đối với ông chủ tịch. Quyền lực làm con người ta mở mắt. Thực ra nếu ông Phúc từ bỏ quyền lực sớm thì nó sẽ giải quyết êm đẹp những mâu thuẫn trên chính trường. Tuy nhiên vì bản thân còn mê mẩn quyền lực quá mà ông đã cố bám. Hầu hết trong Đảng Cộng sản không ai chịu rút cho đến khi bị hạ bệ. Người thì mất chức, kẻ thì vào tù, thậm chí có người mất mạng. Chính người tiền nhiệm của ông chủ tịch là ông Trần Đại Quang cũng đã phải mất mạng vì không chịu thoái lui sớm. Lần này không biết ông chủ tịch nước có rút ra được bài học gì hay không. Chỉ vì say quyền lực quá mà không thấy được hung hiểm cận kề. Lúc này ông Phúc kém an toàn hơn bao giờ hết. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cú bẻ lái của ông Tô, lợi thế đang rất gần, có thể vào tứ trụ. Như đã được biết, Bộ Công an là lưỡi kiếm của chế độ nên ai cũng muốn giật ông bộ trưởng này về phe của mình. Tại hội nghị Trung ương lần thứ 5 vừa qua, ông Tô Lâm là trung tâm của cán cân quyền lực giữa các phe phái.
Trước hội nghị, ông Tô đã bị ông chủ tịch chèo kéo. Sau hội nghị, ông Tô lại được ông Thủ chèo kéo. Và giờ đây, ông Tô Lâm lại giúp ông Tổng đánh án khắp nơi. Đánh án lập công là một trong cách tốt nhất để được ông Tổng ủng hộ vào tứ trụ. Tuy nhiên, với điều kiện là tứ trụ phải có ghế trống, nếu không thì có dù có được ủng hộ, ông Tô vẫn không thể vào được nơi đây. Tham vọng của ông Bộ trưởng Bộ Công an hiện nay không phải là chiếc ghế Bộ trưởng, mà là một chân trong tứ trụ của triều đình, như người tiền nhiệm của ông đã từng làm. Tuy nhiên, số phận không may của ông Trần Đại Quang đã phải chết rất bí ẩn giữa nhiệm kỳ. Tuy khốc liệt như thế, nhưng nỗ lực chiếm ghế vẫn cứ diễn ra trong nội bộ của đảng. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam. Sau hội nghị Trung ương lần thứ 5 là đến kỳ họp Quốc hội, nhìn thấy ý ông Trọng muốn giáo giết quật vụ Việt Á cho thật mạnh để moi ra sai phạm của những người nhà ông chủ tịch nước và moi ra lỗi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của ông Thủ. Ông Tô nhanh nhở báo với ông Tổng rằng Nguyễn Thành Long là người nhận được lại quả với số tiền hàng triệu đô la và cả ông Trung Ngọc Anh cũng như thế. Vậy là ông Tổng gật đầu cho đánh úp. Nguồn tin nội bộ tiết lộ cho biết ông Tô chuẩn bị hết, ngầm điều tra nắm thông tin ở cấp ủy viên Trung ương Đảng làm vốn. Khi nào thấy ông Tổng cần làm gì thì ông Tô Lâm đề xuất cách giải quyết ngay cho ông Tổng. Tất cả mọi thông tin về các nhân vật làm gì với Việt Á đều được ông Tô cho điều tra ngay khi chưa có lệnh. Không phải kết quả ông Trung Ngọc Anh nhận lại quả 80 tỷ và ông Nguyễn Thanh Long nhận lại quả hàng trăm tỷ là do mới bắt điều tra, mà là ông Tô đã điều tra từ rất lâu. Và chỉ cần ông Tổng gật đầu là ông Tô tung ra báo chí lập công trước ông Tổng. Để đánh án, ông Tô đã họp khẩn với ông Tổng, với Phan Đình Trạc và đề xuất. Điều này cho thấy ông Tô khá cao tay. Trước mặt ông Tổng, ông Tô muốn làm cánh tay đắc lực cho ông Tổng hơn, hữu ích hơn ông Tổng hơn so với ông Phan Đình Trạc. Đây là hình ảnh ông Tô gần ông Tổng hơn ông chủ tịch. Trong tay ông Tô Lâm còn có kết quả điều tra về phu nhân của ngài chủ tịch nước liên quan như thế nào đến việc vụ việc tại Việt Á. Ngoài ra còn có kết quả của Vũ Đức Đam dính líu ra sao, Phạm Bình Minh dính sai phạm ra sao, vân vân. Tất cả đều là tài sản của ông Tô. Khi cần thì ông Tô sẽ bung nó ra để lập công. Hiện tại bây giờ nhắm vào ông chủ tịch nước là một thuận lợi, bởi bằng chứng thì đã có. Tuy nhiên, để loại ông chủ tịch nước ra khỏi chiếc ghế ông ta đang ngồi là không phải dễ, bởi ông chủ tịch nước cũng từng là thủ tướng, không phải muốn loại ngay là được. Những mối quan hệ của ông chủ tịch nước làm ông Tô và ông Tổng hiện nay phải cân nhắc. Đây là hình ảnh hiện chiếc ghế chủ tịch nước đang yếu trước tứ trụ triều đình. Như vậy là có lúc nghiêng về phía ông chủ tịch, giờ ông Tô lại ngắm nghía chiếc ghế ông chủ tịch và gần nó hết hơn bao giờ hết. Nếu nhờ ông Tổng hỗ trợ đẩy được ông chủ tịch ra khỏi chiếc ghế tại hội nghị Trung ương lần thứ 6 sắp tới đây, thì Tô Lâm là một ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế này. Ông Tô hiện nay đang nắm giữ nhiệm kỳ cuối cùng với tư cách là Bộ trưởng Bộ Công an. Nếu không vào tứ trụ thì cuối nhiệm kỳ này ông phải về vườn để nhường ghế lại cho người khác. Chỉ có người trong tứ trụ mới được hưởng suất đặc biệt về tuổi. Vậy nên nếu ông Tô Lâm mà không nhanh chân giật chiếc ghế chủ tịch thì e là không còn cơ hội nào nữa. Hậu trường chính trị Việt Nam hiện nay đang rất sôi động, rất nhiều toan tính mà mục đích chỉ để triệt hạ nhau và giành chiếc ghế quyền lực của phe phái. Nếu có diễn biến mới, Thời báo.d sẽ liên tục thông báo cho mọi người cùng biết.